Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó vẫn còn hiện hữu trên khắp mọi miền của đất nước ta. Đó là những nạn nhân chất độc da cam, thứ chất độc chết người mà quân đội Mỹ giải xuống Việt Nam đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ của người Việt. Đặc biệt, nhiều gia đình cựu chiến binh vẫn hàng ngày hàng giờ phải chống chọi với nỗi đau về thể xác và tinh thần mà thứ chất độc này để lại. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực của người lính Cụ Hồ, nhiều nạn nhân chất độc da cam đã vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Chúng tôi đến thăm gia đình nạn nhân da cam Nguyễn Văn Ngát, thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc. Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ 20 tuổi Nguyễn Văn Ngát lên đường nhập ngũ và trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Do bị thương ở tay trái, nên năm 1974, ông Ngát xuất ngũ trở về quê hương làm ăn sinh sống. Cho đến nay, những di chứng của chiến tranh vẫn đè nặng lên đôi vai của người lính bước ra từ chiến tranh. Ngoài ảnh hưởng chất độc da cam, tay trái của ông bị teo tóp, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của ông. Khi mới xuất ngũ, kinh tế cả gia đình chỉ trông chờ vào lò gạch cũ, khiến ông trăn trở suy nghĩ, tìm hướng thoát nghèo. Xuất phát từ chỗ nhà thì lắm con, thì phải phát triển kinh tế, thì nhân đây tôi mới nói với các anh cán bộ địa phương này giúp đỡ cho cái mô hình sản xuất này để mà tôi phát triển chăn nuôi, thế rồi thì phát triển sản xuất để lấy tiền nong để nuôi các cháu ăn học. Suốt một chặng đường dài như thế. Năm 1996, ông chuyển từ làm gạch, ngói sang nuôi gà, vịt và thả cá. Bắt đầu vợ chồng ông chỉ nuôi 50 con mỗi loại với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Dần dần số lượng tăng lên đến vài trăm con. Hiện nay gia đình ông Ngát nuôi hàng trăm con gia cầm mỗi lứa và gần 1 hecta ao thả cá. Mỗi năm trung bình cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Chỗ gia đình ông Nguyễn Văn Ngát là hội viên nạn nhân của thôn Dịch Đồng, xã Đồng Cương, mà cũng là hội viên của hội, thì trải qua những cái năm tháng về địa phương thì cũng có rất nhiều cố gắng, mà đặc biệt là công tác chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Thì chỗ Ngát thì có chăn nuôi vịt, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn và thả cá. Thì gia đình ông Ngát thì có như vậy là hơn 2 mẫu ao để thả cá. Thì trải qua những cái năm tháng như vậy là chăn nuôi thì hai ông bà như vậy để tạo điều kiện giúp đỡ cho các con như vậy là trưởng thành. Dù thân thể không lành lặn, sức khỏe không tốt, nhưng những nạn nhân chất độc da cam có một nghị lực đáng khâm phục. Ông Ngát là một trong rất nhiều tấm gương nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Yên Lạc biết vượt lên hoàn cảnh để sống, lao động và làm giàu chính đáng bằng bàn tay khối óc của mình, xây dựng cuộc sống ấm no cho gia đình.